Với mỗi bánh xe lăn trên đường, chúng tôi hiểu rằng phía trước là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim. Khởi nghiệp từ 5 chiếc xe khách tuyến Quảng Ninh-Mỹ Đình, mang trong mình niềm tin và khát vọng lớn, công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Xuyên luôn đặt sứ mệnh là đơn vị vận tải chuyên nghiệp, không ngừng nâng cao và cải tiến chất lượng dịch vụ theo tiêu chí an toàn, tiện nghi, sang trọng. Sau gần 15 năm hình thành và phát triển, Phúc Xuyên đã phục vụ hàng trăm triệu lượt khách với hơn 200 đầu xe, phủ rộng mạng lưới xe buýt toàn tỉnh Quảng Ninh và các tuyến xe khách nối liền trên 15 tỉnh thành Việt Nam. Phúc Xuyên đã trở thành thương hiệu số 1 tại Quảng Ninh và nhận được sự tin yêu, ủng hộ của đông đảo quý khách hàng. Tuy Phúc Xuyên chúng tôi ngay từ khi mới khởi nghiệp với tinh thần xung kích trên các mặt trận kinh tế và tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Vì vậy, chúng tôi luôn mang đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất, luôn chia sẻ quyền lợi với khách hàng. Với sứ mệnh tiên phong, chúng tôi đã đổi mới các loại hình dịch vụ về phương tiện vận tải, về cung cách phục vụ, chất lượng để phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, cùng đóng góp cho du lịch Quảng Ninh những sản phẩm dịch vụ tối ưu nhất. Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Xuyên đang cung cấp các dịch vụ xe khách hạng thương gia limousine 10 chỗ, xe khách chất lượng cao limousine Fuso 19 chỗ, xe khách giường nằm Quảng Ninh, Lào Cai, Sapa, xe khách giường nằm Quảng Ninh, Nghệ An, xe taxi 5 chỗ, xe buýt nội tỉnh, kinh doanh xăng dầu và dịch vụ chuyển phát nhanh. Phúc Xuyên limousine 10 chỗ ra đời từ năm 2015, phục vụ hành khách đi trên lộ trình Hạ Long, Cẩm Phả đến Móng Cái, nội thành Hà Nội và các hợp đồng du lịch. Phát triển từ dòng xe Ford Transit quen thuộc, The Car Limousine được đánh giá như chuyên cơ mặt đất, hướng tới phân khúc khách hàng cao cấp. Vỏ xe là sự kết hợp hài hòa giữa màu đỏ ngọc ruby và bộ tem vàng ấn tượng, nội thất cao cấp, sang trọng cùng rất nhiều trang thiết bị tiện nghi. Chưa dừng lại tại đó, với tinh thần tiên phong, sáng tạo, Phúc Xuyên không ngừng phát triển các sản phẩm dịch vụ vận tải. Cuối năm 2016, công ty tiếp tục đầu tư cải tiến dịch vụ xe khách chuyên tuyến bãi cháy Mỹ Đình bằng dòng xe limousine Fuso 19 chỗ. Với nội thất được thiết kế lại từ dòng xe 29 ghế xuống còn 19 ghế, kiểu dáng ghế ngồi thông minh, nội thất rộng rãi, sang trọng, khách hàng sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời trong chuyến đi của mình. Dòng xe khách giường nằm Quảng Ninh, Lào Cai, Sapa được chúng tôi bắt đầu khai thác từ năm 2012. Tuyến xe kết nối hai miền du lịch nổi tiếng bậc nhất miền Bắc là Vịnh Hạ Long và Sapa với thông điệp kết nối rừng vàng, biển bạc. Với 45 giường đơn đầy đủ tiện nghi, khách hàng sẽ có một giấc ngủ ngon trên suốt hành trình. Dòng xe taxi 5 chỗ đang được công ty khai thác trên địa bàn thành phố Uông Bí. Phúc Xuyên đã được Bộ Giao thông Vận tải cấp phép và cho triển khai phần mềm đặt xe taxi và mô tô trực tuyến MD trên điện thoại di động, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian tìm xe, dễ dàng đặt chỗ. Với xe buýt nội tỉnh, quý khách có thể dễ dàng di chuyển trên các tuyến đường Hòn Gai Hoành Bồ, Uông Bí Vàng Danh, Đông Triều Hòn Gai, Hòn Gai Quảng Yên hay Uông Bí Liên Vị. Bên cạnh đó, cửa hàng xăng dầu cũng là một trong các lĩnh vực hoạt động kinh doanh truyền thống của công ty. Phúc Xuyên là công ty vận tải đi đầu tỉnh Quảng Ninh trong việc xây dựng và đưa vào hoạt động nhà chờ xe buýt 5 sao. Hiện tại, có 3 nhà chờ đã đi vào hoạt động tại các điểm Uông Bí, Nam Khê và Cột Bà Hạ Long. Những bước đi vững chắc, những tầm nhìn dài hạn, những định hướng phát triển bền vững trong tương lai đã đưa Phúc Xuyên trở thành đơn vị vận tải tiên phong đảm nhận chạy thử nghiệm tuyến liên vận quốc tế đầu tiên Hạ Long Việt Nam đến Cồn Mình Trung Quốc. Sự phát triển bền vững của thương hiệu Phúc Xuyên không chỉ được thể hiện bởi sự ủng hộ của quý khách hàng mà đi kèm với đó là sự ghi nhận đóng góp của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Công ty đã được trao tặng rất nhiều giải thưởng danh giá như
Giải vàng chất lượng quốc gia năm 2004, giải bạc chất lượng quốc gia năm 2013, giấy chứng nhận vô lăng vàng trong các năm 2014-2015 cùng rất nhiều những giải thưởng danh giá khác. Trải qua những biến động của thời gian, vượt qua mọi khó khăn thử thách, chúng tôi vẫn luôn nỗ lực phục vụ khách hàng bằng tất cả sự tận tâm của toàn thể đội ngũ cán bộ công nhân viên, những người tài xế, phụ xe nhiệt huyết và chu đáo. Chúng tôi hiểu rằng niềm đam mê cùng tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ sẽ giúp chúng tôi hoàn thành sứ mệnh của mình. Phúc Xuyên, thương hiệu vận tải của người Quảng Ninh.